Để con mua vé số phụ ông nha. Dạ. Ông cụ ơi, hôm nay là 30 Tết rồi mà sao ông cụ còn bán vé số mà không về? Về chỗ kia Phi mới về đúng không? Nghèo quá hả? Ủa, một ngày ông cụ bán được mấy tờ vé số? dạ Ngày bán được mấy tờ vé số? ấy ngày họ bán 120 rồi mấy ngày bán được 180 Trăm hai là được bao nhiêu trăm ta? hai chục ngàn Tầm 20.000. Thôi bây giờ con lấy mà hôm nay là ông cụ bán được bao nhiêu? thì được 150 Nghe bán được có 150 ngày hả? nay được 170 À, nãy con muốn ủng hộ cho ông cụ hai tờ số đúng không? Hiện giờ con gửi tặng cho ông cụ này, cụ cầm nha. Cái này là của Mạnh Thường Quân gửi tặng cho ông cụ ăn Tết. Biết nhiêu tiền không? nhiều lắm tâm mà Hả? tâm thôi Diện trăm, ông cụ mò thử coi coi nhiêu. không biết Cái có nhiều này là 500 ngàn đó. vậy Đó, hả ông cụ mò thử coi phải 500 thì ngàn không? con bị cảm nó con nói dùng chứ trước cũng mang hơn thì Điện ai? trên mạnh thường quân á Điện lên Mạnh Thường Quân nói giùm với chú nữa chú giúp đỡ vậy là cũng quý lắm mà. rồi khó kiếm Ở đây là con đi ngoài đường là con gặp ông cụ hoài luôn á. vậy À, con gặp ông cụ hoài hà, nhưng hả mà tại con không có chơi số á, cho nên con không có mua ủng hộ. À, con gặp ông cụ hoài à. vậy là cảm ơn con Nhưng mà 500 ngàn là bỏ riêng đi nha, móc ra móc vô hồi mất á. mạnh thường quân với con đó, giúp đỡ về là quý lắm rồi khó Thì kiếm đó. Cái đó nói thật ơi 500 ngàn đâu phải mình kiếm mấy ngày trời mà còn ăn uống sở khí đi hả? xe cộ Rồi chừng nào ông cụ mới đi về nhà? chút kia lắm Chút gì hả? Giờ ông cụ ở với ai? có bà bệnh lên bệnh Bả xuống bị bệnh gì? bệnh lên huyết áp rối loạn tiểu đình Có lần tôi tiều tú đình hả? Ừ. Rồi ông cụ có bị bệnh gì không? ơi bị gan nó bị gan B Gan B hả? viêm gan Viêm gan B gọi gì nữa? B đau khớp Đau khớp mà đi dữ vậy? trời ơi đi về có bữa nằm liệt luôn uống có thuốc nhất uống họ bài nó định uống nhiều không tốt rõ mình ngưng đâu dám uống À, thôi bây giờ ông cụ giữ 500 ngàn nha, để mất á, một hồi tháo ra, móc ra móc vô thôi là mất á nha. cảm ơn Ở cất nha, cất kỹ nha, cất ok luôn vé số nha, để người ta ấy nha. Ở bên đường là chùa đó, đâu thử ông cụ đi qua bên đó đi, nãy giờ người ta đi chùa nhiều á. À, chùa Diên Minh, đâu thử ông cụ đi qua chùa đi nha. Thôi con đi về nha, chúc ông cụ mà thật là nhà nhiều sức con đâu khỏe rồi nha. Dạ, nhà con đâu con ở trên Phú Tân á, có nhà máy thuốc lá đó. Con tên Nhân nha, mai mốt mà nghe Nhân gọi là biết Nhân liền nha. Thôi con đi nha, con đi nha. Ủa mà cụ tên gì, nhiêu tuổi nãy giờ cũng bên đó? 74 rồi nha. Kinh Úc. Út hả? Ông Út 74 tuổi. Bị rối loạn tiều đình. Thôi con đi nha.